Bạc Liêu họp khẩn vì ca dương tính SARS-CoV-2 tiếp xúc 30 người. Sáng nay 28 tháng 2, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bạc Liêu họp khẩn khi địa phương này phát hiện một người đàn ông trên 40 tuổi nghi mắc COVID-19. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ca nghi nhiễm là ông TVT, 49 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Khai báo y tế, ông T cho biết trong 14 ngày trước đây chỉ làm mướn ở những vuông tôm gần nhà và không đi đâu khỏi địa bàn, cũng không có tiếp xúc với ai có nghi ngờ hay nhiễm COVID-19. Trước đó, vào ngày 27 tháng 2, ông T và 6 người cùng ấp Vĩnh Thạnh A đi xe máy đến một công ty điện gió ở khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu. Sau đó đến quán ăn Bảo Anh ở cùng khóm để uống cà phê và liên hệ xin việc làm với anh Hữu, nhân viên công ty điện gió, và được anh Hữu thuê nhà trọ kế quán Bảo Anh để nghỉ. Đến 11 giờ, nhóm ông T đi ăn ở quán cơm Út Xương gần nơi trọ. Khoảng 14 giờ 30 phút, anh Hữu dẫn nhóm ông T đi xe gắn máy đến bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu xét nghiệm SARS-CoV-2. Tại đây, ông tiếp xúc người giữ xe và một nhân viên của bệnh viện. Phía bệnh viện sau đó thông báo có một trường hợp trong số này dương tính với virus SARS-CoV-2, xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR là ông T. Ông T đã được xe chuyên dụng đưa đi cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ông T cũng đã được lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur TP.HCM khẳng định, và các trường hợp F1, 30 ca sẽ được xét nghiệm khẳng định tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bạc Liêu. Hiện, ngành y tế đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Tại cuộc họp khẩn sáng 28 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị các thành viên ban chỉ đạo phải nắm đầy đủ thông tin của ca bệnh để kịp thời truy vết các trường hợp liên quan. Các địa phương phải đặt công tác phòng chống dịch lên hàng đầu, đặc biệt các dự án điện gió phải được giám sát tình hình lao động, chuyên gia đến làm việc và phải khai báo y tế, xét nghiệm. Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng chỉ đạo học sinh vẫn học bình thường, đồng thời tổ chức tốt công tác phòng bệnh. Nếu có trường hợp khẩn cấp khác sẽ thông báo sau. Ông Hùng yêu cầu ngành y tế tập trung truy vết nhanh, gọn trường hợp F1 ở khu vực phường Nhà Mát và phải đưa đi cách ly tập trung ngay. Hải Dương giải thể bệnh viện dã chiến số 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đã ký quyết định 647/QĐ-BCD ngày 27 tháng 2 về việc giải thể bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh. Việc giải thể bệnh viện dã chiến số 1 do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã cơ bản được khống chế, số bệnh nhân mắc mới hàng ngày không nhiều, đồng thời đưa Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh trở lại hoạt động bình thường để phục vụ việc khám, chữa bệnh cho trên 170.000 dân của thành phố Chí Linh. Sau khi giải thể, toàn bộ số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện dã chiến số 1 được chuyển sang bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại cơ sở 2 của trường Đại học Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Hiện bệnh viện dã chiến số 3 được giao cho bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương quản lý với quy mô 239 giường bệnh. Được biết, trước khi giải thể, bệnh viện dã chiến số 1 còn đang điều trị cho 88 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 29 bệnh nhân xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 1 đến 2 lần. Bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh được thành lập ngày 2 tháng 2 để thu dung, điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi dịch COVID-19 bùng phát tại địa phương, với hàng trăm ca mắc và phải thực hiện phong tỏa, cách ly y tế. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến 16 giờ ngày 27 tháng 2, Hải Dương ghi nhận 653 trường hợp mắc COVID-19. Số lượng F1 là 16.385 trường hợp, trong đó còn 3.328 trường hợp đang cách ly tập trung. Tổng số mẫu đã lấy để xét nghiệm là trên 400.000 mẫu.